Ngọc xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Xin chào mừng các cô chú, anh chị em và các bạn đã ghé thăm kênh của Ngọc, Minh Ngọc Cuộc Sống Mỹ. Trong cái video này, Ngọc xin chia sẻ cập nhật những cái tình trạng uh, status của FEMA Grant mà các tiểu bang hiện giờ đã đang hoặc là chưa apply thì đây là cái tiền FEMA grant á có nghĩa là gì quý vị là các tiểu bang hiện giờ muốn thực thi cái sắc lệnh của tổng thống Trump phải nộp đơn để xin cái FEMA grant để có tiền để chi trả cho quý vị là 300 trên tuần hoặc là 400 trên tuần nếu như quý vị hiện giờ đang đủ điều kiện nhận tiền trợ cấp thất nghiệp và cái điều kiện để mà nhận được 300 hoặc 400 này là các bạn phải À, nhận ít nhất là 100 từ tiểu bang nha Ví dụ như các bạn thấy cái tình trạng như thế này Thì để mà hiểu được là N là gì Not Pay là gì Pending Payment là gì Thì các bạn theo dõi cái video Ngọc sẽ giải thích rõ hơn các bạn nha Hiện giờ các bạn thấy đây là cái trang web à, Mình gọi là cái OWA Tracker ha. Đây là cái chương trình 300 trên tuần đó, là cái chương trình LWA hoặc là 400 trên tuần và người ta giải thích ở đây cụ thể là để mà đủ điều kiện tham gia cái chương trình này tức là đủ điều kiện để được hưởng một 300 trên tuần hoặc là 400 trên tuần thì các bạn phải nhận ít nhất là 100 trên tuần từ cái tiền trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang bây giờ cho các bạn á. Còn nếu như mà các bạn nhận ít hơn 100 thì các bạn sẽ không đủ điều kiện để nhận 300 trên tuần hoặc là 400 trên tuần này. À, nó khác với cái đợt 1. Đợt 1 á, là dù chúng ta nhận ít nhất là một đồng thì chúng ta sẽ tự động được cộng cho 600. Còn cái này mình phải nhận ít nhất là 100 đồng để được cộng thêm 300. À, các bạn hiểu không? Thì bây giờ à, khi mà Ngọc chiếu lên cái màn hình, ví dụ như là chiếu lên màn hình dày thì các bạn phải hiểu là những cái từ này là có nghĩa là gì ha. Thì bây giờ Ngọc xin giải thích như thế này. Not pay. Ha. Nếu như quý vị thấy trong cái ô đó là not pay cho tiểu bang của bạn thì có nghĩa là cái tiểu bang đó chưa apply nếu như mà quý vị thấy cái chữ là payment pending có nghĩa là gì? Đã apply và đã được chấp thuận rồi, hiện giờ người ta đang à, chuẩn bị cái tiền để người ta gửi về cho tiểu bang. Quý vị thấy ha, tóm lại là not pay là chưa apply, pending là apply rồi và đang đã được chấp thuận rồi. Thì quý vị thấy đó. Ở đây người ta cũng giải thích rất là rõ là mỗi tiểu bang như vậy người ta phải đưa ra quyết định của người ta và hầu hết tất cả tiểu bang là cho 300 trên tuần và một số tiểu bang sẽ là 400 trên tuần cho nên là các bạn coi thử xem thử cái tiểu bang mình là như thế nào nha nếu như mà có chữ Y có nghĩa là tiểu bang của bạn là đồng ý là sẽ cho thêm 100 để bạn được 400 còn nếu mà chữ N thì có nghĩa là tiểu bang của bạn bây giờ là chưa cho khi nào người ta có quyết định cho người ta sẽ ra thông báo và sáng hôm nay Ngọc cũng đã làm một cái video rồi thì hy vọng là quý vị xem cái video rồi bây giờ cái video này thì Ngọc cập nhật nó chi tiết hơn một chút và um, một số cái thông tin thì Ngọc cũng uh, muốn để cái nội dung của cái video kia trong cái cuối cái video này để quý vị có thể tham khảo thêm nha bây giờ mình sẽ đi lần lượt tất cả các tử bang nếu như mà các bạn thấy cái chữ N này có nghĩa là người ta chưa có quyết định sẽ cho 100 hoặc là người ta đã có quyết định rồi và người ta sẽ không cho 100. Nếu như mà người ta có thông báo thì người ta sẽ thông báo trực tiếp quý vị nha. Nhưng mà Ngọc biết có hai tiểu bang là đã có quyết định cho 400 rồi. Nhưng mà trong cái bản này thì người ta chưa có cập nhật nha các bạn. Ngọc sẽ để cuối cái video này để các bạn biết thêm. Ngọc đã chia sẻ cái video này hồi sáng rồi. Nhưng mà bây giờ Ngọc thấy cái bản này á. Cho nên là Ngọc muốn chia sẻ cho các bạn. Bởi vì các bạn hỏi Ngọc ơ tiểu bang của mình là sao sao. Thì các bạn cũng hỏi cho Ngọc là về tiểu bang California. California thì nhiều người hỏi lắm cho nên là Ngọc cũng muốn chia sẻ như vậy 50 tiểu bang để các bạn vào các bạn xem tiểu bang của mình là đang nằm ở tình trạng nào nha. Thì bây giờ Alabama là được pre-application có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là cái tiểu bang đó là đã ngụ ý với lại FEMA là người ta sẽ nộp đơn rồi. À, người ta sẽ nộp đơn, người ta muốn nộp đơn nhưng mà hiện giờ thì người ta chưa có nộp đơn quý vị nha. Alaska not pay có nghĩa là gì quý vị? Not pay là chưa apply. Arizona pay có nghĩa là gì? Có nghĩa là người ta có tiền rồi. Các bạn ở Arizona cũng báo với Ngọc là các bạn đã có tiền rồi. Arkansas chưa có apply. California chưa có apply. Ha. Colorado Payment pending. Payment pending có nghĩa là gì? Người ta đã apply và đã được chấp thuận rồi. Ha quý vị? Rồi, nguyên một cái nhóm tiểu bang này là not pay hết. Bây giờ Ngọc sẽ đọc cái nhóm này quý vị nha. Connecticut, Delaware, District of Columbia, DC, ha. Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tiểu bang và DC này là chưa có nộp đơn như vậy Not pay là chưa có nộp đơn Và cái này là thông tin cập nhật vào ngày 16, 17 Hôm nay là sau hôm nay là ngày 19 rồi quý vị ha Cho nên là có thể là những cái thông tin này nó hơi cũ Nhưng mà Ngọc muốn cập nhật cho quý vị Bây giờ Iowa Payment pending có nghĩa là cái tiểu bang này đã được chấp thuận Đã apply và đã được chấp thuận rồi ha đó quý vị thấy đây là có hai tiểu bang ở trang này là gì colorado và iowa và arizona là đã được chấp thuận và đã apply rồi và arizona là tiểu bang đầu tiên có tiền quý vị nha rồi kansas kansas kentucky hai tiểu bang này là hai tiểu bang chưa có apply louisiana payment pending có nghĩa là đã apply và đã chấp thuận. Và quý vị thấy ở trang này cũng vậy, không có cái tiểu bang nào mà người ta nói người ta sẽ cho 400 toàn là 300 không nha. Bây giờ Maine, Maryland và Massachusetts là đều chưa có apply quý vị nha. Đây là theo cái thông tin cập nhật vào ngày 16 tây tháng 8, hôm nay là ngày 19 rồi. Michigan apply rồi các bạn nha. Đó. Minnesota, Mississippi, Missouri, Oh, okay. Missouri là đã apply và đã chấp thuận rồi. Còn Minnesota và Miss Mississippi là chưa có apply nha quý vị. Rồi bây giờ ba tiểu bang nữa chưa apply là gì? Montana, Nebraska và Nevada chưa có apply nha quý vị. À, chưa có apply có nghĩa là người ta chưa có cái khoản quỹ đó từ khi mà thì người ta sẽ chưa có cho tiền các bạn nha. Chừng nào tiền về uh, cái bên sở thất nghiệp thì người ta mới cho. Rồi bây giờ nếu như các bạn thấy những cái thông tin này Ngọc chia sẻ hữu ích thì hãy cho Ngọc một cái like và đăng ký kênh nếu như quý vị chưa đăng ký kênh như quý vị nhấn nút subscribe đã đỏ bên dưới để ủng hộ tinh thần Ngọc để Ngọc có thể tìm kiếm thông tin và làm video nhanh sớm nhất để quý vị có những cái thông tin cập nhật nha. Rồi bây giờ Ngọc sẽ đi vào cái tiểu bang New Hampshire. Wow, tiểu bang này apply rồi quý vị ơi, xin chúc mừng nha. New Jersey. Wow, New Jersey. Not pay có nghĩa là người ta chưa có apply. New Mexico đã apply và đã được chấp thuận. Ha quý vị nha, những cái tiểu bang này á, ví dụ như là uh, Michigan và New Hampshire apply rồi nhưng mà chưa có chấp thuận, cho nên là người ta chưa có để là payment pending. Rồi đi tiếp tiểu bang tiếp theo nữa, bây giờ bốn tiểu bang này thì not pay có nghĩa là chưa có apply. Đó là tiểu bang New York, North Carolina, Carolina. Xin lỗi, ở nhà mấy đứa nhỏ nó đọc cái tiểu bang này, cái ngọc ngọc đọc cũng giống tụi nó luôn. North Dakota. Ok. Uh, Ohio. Đó là bốn tiểu bang hiện giờ người ta chưa có apply. Nhưng mà các bạn biết không, tiểu bang North Carolina là người ta đã nói là người ta sẽ cho 400 đó các bạn. Rồi, Oklahoma. Oklahoma là payment pending là người ta đã chấp thuận và đã À, apply và đã chấp thuận rồi. Bây giờ bốn tiểu bang tiếp theo nữa là gì? Oregon, Pennsylvania, Rhode Island và South Carolina là chưa có apply nha quý vị. Đó, những cái tiểu bang này là chưa có apply nè. Đó, Tennessee. Tennessee. Tennessee là gì quý vị? Người ta có ngụ ý là người ta sẽ apply nhưng mà người ta cũng chưa có apply nha. South Dakota. South Dakota là gì quý vị? người ta không có đồng ý, người ta từ chối như vậy như vậy. Những ai mà hiện giờ ở South Dakota, các bạn sẽ không có được cái 300 này, các bạn sẽ được không đồng nha. Bởi vì theo như cái cái cái, cái bà thống đốc ở tiểu bang các bạn á, là bà nói là 80% của uh, cái người mà xin tiền trợ cấp thất nghiệp họ đã quay trở lại họ đi làm rồi và 20% còn lại là hiện đang À, hưởng trợ cấp thất nghiệp cho nên người ta không có tham gia cái chương trình này thì 80 phần trăm thì Ngọc xin chúc mừng những người này nhưng mà 20 phần trăm còn lại thì có thể là người ta có thể chật vật trong cái quá tr trong cái quá trình mà người ta tìm việc để quay trở lại làm việc bây giờ người ta đang hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp nhưng mà nếu như mà tiểu bang quá ít mà không có cho thêm 300 thì những người này á người ta À, có thể là người ta sẽ không có đủ khả năng để trả tiền nhà hoặc là những cái chi phí sinh hoạt đó quý vị bởi vì tiền thất nghiệp đâu nó, nó không có nhiều à, nếu như mà chỉ nhận tiền tiểu bang thôi rồi bây giờ Texas các bạn cũng hỏi nhiều về taxes này taxes là chưa apply nha quý vị chưa apply à Utah payment pending có nghĩa là người ta đã apply và đã chấp thuận rồi Vermont Virginia Washington West Virginia Wisconsin Wyoming, đây là tất cả những cái tiểu bang chưa có apply nha quý vị. Nhưng mà riêng cái tiểu bang West Virginia là ông thống đốc, ông đã nói là ông sẽ cho 400. Tương tự như vậy, tiểu bang North Carolina là cũng cho 400 luôn quý vị nha. Các tiểu bang còn lại hiện giờ là cho 300 nhưng mà rất là nhiều tiểu bang chưa có apply. Và riêng có một tiểu bang duy nhất hiện giờ là có thông tin chính thức là không có cho đồng nào hết đó là không đồng South Dakota thì quý vị thấy đây là những cái thông tin cập nhật đến ngày trễ nhất là ngày 18 thì tháng 8 cho nên là có thể hôm nay sẽ thay đổi người ta làm việc hôm nay có thể người ta sẽ uh, apply và có thể là chấp thuận nhiều đơn hơn nhưng mà hiện giờ nếu như các bạn hỏi Ngọc về những cái tiểu bang này đây là những cái thông tin mà Ngọc cập nhật mới nhất nha rồi bây giờ các bạn nhìn cái bảng này thì cái bảng này được thống kê bởi cái tờ Forbes thì quý vị thấy những cái tiểu bang mà người ta nói là TPD, có nghĩa là người ta chưa có cho tiền nha, to be determined, tức là người ta chưa có cái quyết định. Thì các bạn thấy một cái tiểu bang duy nhất là có cho tiền rồi là Arizona và hai cái tiểu bang cho 400 đó là North Carolina và West Virginia. Nhưng mà hiện giờ West Virginia chưa có nộp đơn nha quý vị. Còn Utah, người ta nói là khoảng 3 tuần là các bạn mới nhận được tiền nha. Rồi, rồi như vậy là à, hiện giờ hầu hết các tiểu bang là nhận 300, à, nhưng mà một số tiểu bang có thể là nhận 400 và có một tiểu bang là nhận không đồng đó là South Dakota và quý vị hãy cập nhật những cái thông tin này có thể là Ngọc sẽ à, cập nhật mỗi ngày, Ngọc sẽ kiểm tra mỗi ngày để thông báo cho các bạn bởi vì nhiều người đang trong chờ vào cái tin này và cũng đang trong chờ vào cái tiền trợ cấp thất nghiệp. Và Ngọc cũng xin cảm ơn mọi người theo dõi cái video này. Rất mong quý vị sẽ subscribe, like và share, hãy chia sẻ những thông tin mới nhất này để các bạn đang hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp có thể nắm được những thông tin để mình khỏi lo ha. À đây là cái đường link Ngọc sẽ để trong cái phần mô tả để quý vị tham khảo thêm và mời quý vị ghé thăm kênh thứ hai của Ngọc, Ngọc phim ở Mỹ học tiếng Mỹ. Ngọc có để cái cách tính tiền trợ cấp thất nghiệp của 10 tiểu bang trong cái kênh này cho nên là quý vị muốn tham khảo thì Ngọc mời quý vị vào đã xem nha. Ngọc cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị. Bye-bye now.